thăm farm anh Chính tại Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu, giúp anh có hệ thống nước tuần hoàn, nuôi tôm thành công. Bây giờ mình nguồn lên nào đây là khoảng ngàn đồng, không cần gây màu vẫn được, nhưng mà nó quen, nhưng mà nó vẫn ăn được cái phúc không là đúng. Nếu mà không ăn phúc không là thất bại. Đúng rồi, không ăn phúc không, không cho ăn phúc không là thất bại. Cái nhiều người nghĩ quan điểm là phúc không là quan trọng, chắc là cái đó là gọi là ban đầu là dinh dưỡng ban đầu để cho nó lấy lên, mà anh sẽ cắt cái đó mà em mất cái dinh dưỡng đó là nó đâu có phát triển. Các cái chất cặn bã nó sẽ không bám vào, nhưng mà ví dụ như là cái ban đầu là tinh bút nó rất là nhỏ, nó nhỏ là ví dụ như là cái thức ăn phúc không ấy là nó bám vào mình bể. Nó bám vào mình bể, nó bám vào mình bể thì cái con ấy nó ăn ở trong cái mình bể đó, nó chưa biết cái này nó ép ngang. Nhưng mà anh ăn cho ăn cứ một ép một cái là nó to ra thì có khi là nó không cạp được mồi. Cái tính là chứ như vậy nó chỉ dạng như là ăn rong ngân rêu rồi đấy. Thì đó số không nó cũng thọ thành với mọi cái rong đảo lên, rong đảo lên nó cũng có cái thì qua ngăn như này. Nhiều người bây giờ ta ấp bạc ăn cho nông dược chứ. Với oxy. Đấy. Bạc ăn nông dược. Đấy thì bà con nên chú ý cái này. Đặc biệt cái này cái này nó dễ có nhiều năm nhiều quần không dùng lưới này, không chứ không là dùng lưới thì chúng ta luôn là các cái một ép to á, rồi ép hiện to á. Một cái chúng không đâu có nhiều đâu. Một cái nhỏ nhất đấy. Không phải là một cái to đâu. Sao cái to nước thì có đây vào đây. Thì đến lúc mà cái thức ăn nó bở ra rồi trong vòng 2 4 tiếng thì nó lại trở thành thức ăn hư. Kiểu như là cho một cục gặm cả ngày ấy. Đó. Cục gặm cả ngày ấy. Nó gặm không được. Cái gặm được. Cũng là như con tôm này cứ ăn định theo trẻ con. Cái này của nó có cái hay như này. Nó không dùng máy áp để bơm ra. Mà nó dùng nước ra tự do vậy thôi. Để cái phân tôm nó phải nát. Cũng nghĩa cùng cũng hợp lý. Chứ nếu mà anh mà dùng mà cái máy anh từ lấy từ đáy ao ra anh thổi ra rồi anh nọc xuống nó nát hết phân. Ao nổi nó ngon. Ao nổi đấy. Ao này ao nổi quá. Ao nổi là nó mới. Thì năm mẹ bông con đây này, ao nổi này. Ao nổi nó mới giữ nguyên. Anh chỉ dặn như là hút theo kiểu nước chảy tự nhiên này. Thì đây bên đấy cũng vậy, bây giờ em làm vậy, em đâu có dùng máy để em bơm áp ra đâu. Bơm là bơm cái ấy cuối cùng. Bơm là nước trong bơm vô thôi chứ đâu có bơm ra đâu, phải đào âm xuống mà. Phải đào hố âm bên ngoài mà, đâu có âm ngoài bằng đáy ao luôn mà. Đúng rồi. Còn cái nước trong chứ cách đây mấy năm mà khi xuống mình làm là anh đã nghĩ đến cái ly tâm. Ly tâm. Cái ly tâm là của những cái máy này ra. Anh chuyên ngành máy này. Nhưng mà cái ly tâm đó là mình phải có máy mạnh và cái bồn lớn. Đấy, khi mà nó ra một cái là nó nghĩa là cái phân nó văng ra, cái phân nó văng ra là nó ép hết cỏ thành, đúng không? Nó như là cái lược của nhớt này nè, là nó ra là nước nó trong luôn, nhưng mà cái đấy phải là lớn, hệ thống nó phải lớn thì nó mới thành công được, tại vì nó hút nước rất là nhiều, một ngày anh có thể thay hết cái nước của cái hồ đó, nhưng mà nó phải nhiều phải lớn đấy, rồi cái hệ thống máy ly tâm đó nó quay được cái nước ấy đó, nó phải thì cái chi phí là nhiều quá, cái chi phí là lớn, còn làm này thì chi phí ít, này tự động nó chạy ra, khả năng nó đạt cao hơn, nhưng mà nó cái đấy thì chi phí nó lớn, chi phí lớn lắm, nhiều chắc tiền chắn là lớn. Nhiều tiền lắm. Cái này như là tính ra một cái máy, một cái củ ba ngựa mà bơm cái sục nổi đó chắc một ngày chắc bơm chắc cũng phải cỡ khoảng 1.5 khối nước một ngày, một đêm là 1.5 khối thì coi như là nó đập toàn bộ nước trong ao, nó cứ vô nó chảy ra được toàn bộ cái nước trong ao,
Chú bơm ngày ngàn rưỡi liên tục mà là bình thường ấy chứ. Ngàn rưỡi là thì đọc công đấy, cái ống ống 90 đấy. Cái máy là quay nó phải là 24/24. Nhà 24/24 thì còn gì nữa? Motor đó là 24/24. Tại nó bơm liên tục mà nó y từng quần nước, dạng từng quần nước thôi. Nước bên mình không không bơm thì nó đâu có gọi là từng quần nước, nó đâu có liên tục đổi chứ. Anh ngưng bơm thì nó đâu có lạc được. Dạ. Cái này như anh Chính làm chỉ có mỗi cái bơm để sục cái oxy xuống đáy luôn là quá ngon. Thế đấy. Và tiết kiệm luôn. Mua thêm cái ống mềm mềm nữa, cái mà dưới đặt cái ống thì cũng ống 90. Yeah. Đục nổ cứ hai tấc đục nổ, nổ tắm đi, tắm đi, tắm đi, để cho nó chạy xuôi theo chiều cái. Cứ vậy, còn trên thì cái tô hít ở trên thì có cái nổ hơi cho nó xuống, yeah, phụt xuống nó khỏi đi. Đấy đó. Làm theo cái kiểu là nước xuôi chảy, nước xuôi chảy sạch. Cái chỉ đem ra cái chỗ nước xuôi chảy ấy, ngâm xuống đấy, ngày mai hay là sau mấy tiếng đồng hồ nó ra nó lấy lết rất là sạch luôn. Dở lên là sạch lẽ rồi. À, thì chỗ nó còn hiểu rồi, cái tạt có cái dòng chảy để ngay cái dòng chảy. Đấy. Ngày mai này dùng cái motor áp nữa. Xong bắt đầu là anh làm một cái ống lên tới trên cỡ khoảng 100 mét trên đó. Chú 10-15 mét được rồi, 100 mét cao quá. Nghĩ là... làm cái thang như này này, đây dưới là cái để cái hố. Vậy bơm áp lên cái trên nó xối này vậy cứ thảy như đó cứ tự ơn. Không xả. Tẹt 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 nó chạy đi. Sai lầm người ta sẽ rũ lưới. Cái này là người ta rũ lưới. Cái này phải dùng cái phương pháp rũ lưới chứ không phương pháp xịt được. Phương pháp rũ lưới. Vừa xịt vừa rũ. Ừ. Một tay một tên cầm lưới rũ một tay tê xịt. Thì nó nhanh. Xịt rất là lâu đấy, đừng có đùa. Không nhanh lắm anh. Khi mà mới lên nữa cái con nghĩ là nếu mà làm này mình làm ra một cái quan á, cái bồn nước mà mình cứ mời mời như chú phải tốn cái máy bơm, cái bơm lên để quan xả ngay quanh nè. Cái nhưng mà mình là vỗ đó có dạ. Cái dùng cái như là cái vòi sen mà để tắm tưới rau á. Cái hoa là tới đâu đấy, để áp nó ra nó nhiều cái lỗ li ti mà nó xòe, nó bằng cái này là vừa áp mạnh mà yeah, nó xòe ra to như này này. Chứ còn một lỗ nhỏ như cái rửa xe là không ăn thua. Yeah. Mà nó xòe ra nhiều lỗ, anh để vẽ một nguyên cái đống lưới này nó chùm ra bao nhiêu lỗ rồi. Nó cái đó nó cũng không đóng bao nhiêu đâu, nhưng nó cũng không đóng bao nhiêu đâu, xịt rất là nhanh. Không hết mấy mà. Không hết mấy. Chi phí rẻ tiền. Chỉ cần cái củ chìm mà... cái loại mà củ chìm nhưng mà cái loại mà xong, cái chân vịt nó phải ép cái áp lực của nó lên cao được cơ. Yeah. Thì nó xịt mới mạnh. Chứ còn nếu mà cái áp lực mà nó xịt không mạnh là nó không, nó đẩy ngược lại là không ăn thua. Này một là xịt dọc, hai nữa là phương pháp rũ lưới. Cái này đứng chú treo lưới vào đấy rồi cái là có cái vòi là cứ một cái nó cứ ra như là cái vòi sen nó tỏa ra như cái vòi tưới rau. Mua cái bắp sen ra chỗ sen mua cái bắp sen gắn vô cái ấy là cái không, lấy quả. Ống nước này này, lấy ống nước này khoan xong mới đồ máy nước khoan ra cũng được. Máy nó cái bạn đấy. Yeah. Cái này nó ra cái nó ra nhiều cái vòi cái nó xịt cái máy bơm ấy như kiền treo lưới và bật điện cái là nó xịt rớt xuống hết. Tận dụng luôn máy bơm, khỏi phải mua máy bơm được đâu, có bình thường này này. Cái máy bơm nước bình thường này này rồi motor bơm nước quá hoặc có bơm chìm cũng được. Motor bơm nước này bình thường mạnh nhám đùa đâu, coi như bơm nước ra cái xịt cũng được nữa. Yeah. Nhưng mà cái nước đó này nó lại không sạch, nó đâu có ảnh hưởng gì đến cái nước sạch cái nước bẩn đâu. Anh phải rửa lại đấy chứ, đâu có xong rồi chú treo lên nó khô cái hết không. Nhưng có khô mà nó dơ thì nhưng mà như này không... anh nhúng vào cái đất dơ, cái nước dơ mà anh treo lên thì nó lại khô lại vào cái nước gì. Sử dụng nước sạch luôn, nước sạch chứ. Sử dụng nước sạch nước hoặc là bây giờ nhé, dẹp xong cái lưới ấy chú làm một cái thùng hóa chất đúng không, nhúng vào phơi lên xong 3 bữa nó mục hết mẹ lưới rồi lại đi mơ sắm khác. Được. Lấy lúc kính chú lên dùng xong rồi xịt mục được.
chừng chú dùng cà lo thì nó nóng thì nó mới ấy thôi, chứ cà lo nguội rồi nó cũng không mục được. Dùng thuốc tím thì nó đen đen là nó không phát hiện ra cái dơ của nó, cái dơ bẩn như nhau đang để cho cái lưới nó trắng bóc để cho nó đóng sình vào cái này nhìn thấy biết ngay cơ. Mua lưới là cứ mua lưới màu trắng đấy, BKC hơi đóng cái là biết ngay. Dùng thuốc tím lên lúc nào thấy nó đen mà tại nó đen, tại thuốc tím đâu phải tại dơ, đổ thừa. Đổ thừa cùng BKC giặt xong rồi lại lấy cái nhúng và treo lên cho nó khô, thế là xong. Có gì đâu mà chứ đâu phải là chỉ dùng thuốc tím khử đầy cái chất khử. Na đô bạc cũng được không? Na đô bạc yếu lắm, kia lấy luôn cái hả? Đâu lấy cái rửa bồn cầu ra cực mạnh luôn, tẩy trắng luôn, rửa cửa bồn cầu thái á, không một quần áo luôn. Cái đấy đánh bay cả được, được cả là ví dụ như là rong rêu ấy, rong rêu đóng đánh bay luôn. Ông nào mà chân khé thối này nhiều vô sôi rồi hết. Nói chung là cái diệt khuẩn này nó rất là nhiều thứ, anh chỉ cần một phi diệt khuẩn anh nhúng một cái anh treo lên thế mình. BKC này, rồi nước lọ bồn cầu này, đây là cà lo này cũng được này. Cái kìm xét đấy. Đưa ra nhiều vô cái của nó xùi hết mẹ xét ra nặng nét đấy. Cái đấy nó cực mạnh cần, luôn. Đâu cần thì G7 G đi tất như rong R7 rong tạt vào phát là trắng rong liền, y như BKC luôn, cháy luôn chứ trắng gì nữa. Nóng. Cháy là luôn, cháy hết rong luôn chứ còn trắng gì nữa này. Cái này là bồn cầu thái á đây đẩy chai mà hồng hồng lít á, nắng cực kỳ nhiều. Xuống bay con gạch này nột hết con này này, đừng chuyện đùa này. Không là nghĩ đến cái giặt lưới này là chỉ chống những cái thằng đi làm thuê nó lười thôi. Thấy chưa, là mình làm mới để cho nó ấy. Không, bây giờ là làm này là ao thằng nào là thằng nó khỏi thằng nào vậy, thằng nào chịu trách nhiệm thằng hai ao thôi. Thằng hai ao lưới này ao là có bao nhiêu đấy. Cái hệ thống giặt này nó riêng với lại cái hệ thống nước ao mình. Mình giặt xong lưới mình khử trùng mình treo lên khô cái là nó lại thay được, mà nó chưa khô nó mà vẫn thay chưa được. Khô cũng được, cứ giặt nên là thay xuống là nó cũng được luôn. À bây giờ ao đất này chỉ riêng có ao đất, nhiều người ta còn không dám bỏ ra 30 triệu hay 20 triệu 10 triệu này, người ta lót bạc mờ. Mà lót cái bạc mờ này rất là hiệu quả đấy, chứ không phải là không hiệu quả đâu. Giảm đủ thứ á, hiệu quả lắm. Và khi mà làm thêm cái ống đó bơm nước lại và hòa với khí oxy ngoài đấy bơm vào thì là tiết kiệm rất nhiều oxy cho ao, mà tăng oxy trong nước lên. Dạng van turi thế nó van turi, đây thì gọi là sụp nổi, sụp tại ao sụp xuống. Nhưng mà nó là cũng cái hệ lấy hơi van van turi đó. Mà trong cái đó là nó cái cánh quạt nó trộn cái hơi với nước luôn, nó ra ngoài ao nên tầm đằng nào mà oxy nó lại là nó tốt, không bị nóng, nó ra nó mịt mít, nó tầm không bị nóng nước. Còn oxy mày thổi bằng máy nó nóng. Kết hợp đằng nào cũng phải bơm nước, nước ra là đã có oxy trộn, lại trộn thêm một ít oxy nữa. Oxy đó là oxy ra nghiễm lắm, mịn mà nó nhỏ mà lăn tăn mới gần đến trong bể cá cảnh luôn á. Thì đấy nó tầm nó cứ ra ngoài, mà ở ao là cái ống nó ra cỡ khoảng 20 mét. Mà này là có nói chú là trời mưa tháng 10 này nó hiệu quả dữ lắm. Một là không có lột phèn sụt rơi trẻ xuống này. Hai không nữa. Nó không phải riêng cái nước mưa dạ đúng rồi, nó không nhiều cái con nói chung nó nhiều cái dạ, nó làm cái là mình nuôi suối thẻ những vậy nước nó đỡ đục nữa nè. Hai. Đâu.